Mình xin tự giới thiệu, mình là Phin, là một cô gái năng động, hiện đại và tự tin sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm làm việc. Cũng tình cờ, Phin biết tới cụm từ PropTech khi boss của Phin đề cập khá nhiều lần qua các cuộc meetings, nên càng gây cho Phin thêm tò mò và hứng thú. Đơn giản lắm các bạn, PropTech là một thuật ngữ tiếng Anh chỉ sự kết hợp giữa hai từ bất động sản, property và công nghệ technology. Sau khi Phin tìm hiểu từ nhiều nguồn, thì Phin cảm thấy đề tài nghiên cứu của trường đại học Oxford đã giúp cho Phin có một cái nhìn bao quát nhất về PropTech. Theo trường Seth Business School từ đại học Oxford, thì PropTech được chia ra làm 3 phân khúc: Smart Real Estate, bất động sản thông minh; Real Estate FinTech, công nghệ tài chính cho bất động sản; và Share Economy, nền kinh tế chia sẻ. Đầu tiên, hãy cùng Phin tìm hiểu sâu về Smart Real Estate, bất động sản thông minh nhé. Khái niệm của phân khúc này được diễn giải là một mô hình áp dụng công nghệ trong việc quản lý và vận hành bất động sản như căn hộ, khuôn viên, đường xá và hệ thống hạ tầng thành phố, nhằm đem lại trải nghiệm tiện lợi và thoải mái nhất cho người sử dụng. Nghe khái niệm thì có vẻ khó hình dung, nên Phin sẽ lấy ví dụ cho các bạn dễ hiểu hơn về phân khúc này nè. Phin hiện đang sinh sống tại một căn hộ hiện đại, nơi mà Phin có thể mở cửa qua dấu vân tay mà không cần tới chìa khóa vật lý, và đèn sẽ tự động mở khi nhận ra sự chuyển động của Phin. Phân khúc thứ hai mà Phin muốn chia sẻ là Real Estate FinTech. Công nghệ tài chính cho bất động sản là áp dụng lợi thế giữa công nghệ và tài chính trong lĩnh vực bất động sản, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi, mua bán quyền sở hữu của bất động sản. Nhờ vào Real Estate FinTech, Phin có thể dễ dàng tìm kiếm các thông tin về dự án, giá cả, pháp lý trên các trang web và apps. Ví dụ, nếu Phin muốn chuyển nhà, mua nhà mới hay bán nhà cũ, Phin hoàn toàn có thể thực hiện mua bán nhanh chóng qua các ứng dụng sẵn có trên điện thoại thông minh của Phin, không cần phải tốn thời gian hay phải đi gặp trực tiếp người môi giới. Giờ đây, Phin nhận thấy công nghệ thật là tuyệt vời các bạn ơi! Phân khúc cuối cùng mà Phin muốn chia sẻ đó chính là Share Economy, nền kinh tế chia sẻ. Báo cáo của Oxford định nghĩa Share Economy là một mô hình thị trường dựa trên sự chia sẻ và sử dụng chung bất động sản của cộng đồng, điển hình như sự phổ biến của Airbnb. Như dịp Tết vừa rồi, Phin cùng hội 5 người bạn dự định đi du lịch qua Hàn Quốc, mà hội bạn thì muốn trải nghiệm ở nhà cổ kiểu Hàn như thế nào. Vậy mà bây giờ, Phin chỉ cần lên ứng dụng của Airbnb để tìm hiểu kiểu nhà cổ, thế là Phin book được một căn cực đẹp cho cả hội luôn. Trên đây là 3 phân khúc điển hình của PropTech mà Phin đã nghiên cứu và mong muốn được chia sẻ. Hiện nay, ở thị trường Việt Nam, hệ sinh thái PropTech cũng đang dần được hình thành và phát triển. Và nếu bạn quan tâm đến bất kỳ chủ đề đầu tư hay tài chính nào, hãy để lại comment bên dưới. Nhớ like và subscribe.